Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 98 đồng token Qeler coin. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng công phát hành là 198 triệu nhé. Và có 321 tài khoản holder đã phát sinh 727 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình đặt ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn sao chép contract. Bạn có thể sử dụng copy contract ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn. Các bạn là thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu Qeler 0.8 các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, tìm tới bước 2. Cái link rút các bạn nhấp vào link rút gọn đây nhá để nhận token. Các số vần bên dưới này các bạn. Ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ 0,05 BNB ra mua đồng token này để hold và giữ trữ lâu dài chờ cơ hội như một người bạn nhé. Ở nếu các bạn phải làm các bạn nhấp vào này các bạn. Rồi nếu có kết nối với ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Khi ra là 0,000553 BNB các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật các dự án NFT về token mới nhất cho mình mạng và lại giao dịch trang. Ngoài ra, nếu bạn làm cho các tài khoản sàn giao dịch bạn 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Bên đây có một số sàn khác các bạn có thể tiện vào đây đăng ký luôn. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn nhận được claim nhận được 98 đồng token Qeler. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.